Sáng ngày 10 tháng 5, kết thúc phần xét hỏi 8 bị cáo trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, công ty cổ phần Louis Holding. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị các mức án dành cho các bị cáo. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Louis Holding, 6-7 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán. Cùng tội danh trên, bị cáo Đỗ Đức Nam, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, bị đề nghị 4-5 năm tù. Bị cáo Phạm Thanh Tùng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt, 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Từ động cơ và mục đích thao túng thị trường chứng khoán giai đoạn 2020-2021, Đỗ Thành Nhân đã mua lại hai doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ và có nguy cơ bị hủy niêm yết mã chứng khoán. Bị cáo đổi tên hai công ty thành công ty Louis Land, mã cổ phiếu BII, và công ty Louis Capital, mã cổ phiếu TGG, để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Nhân lấy danh nghĩa cá nhân, mượn tiền và nhân thân cùng giấy tờ của 13 người thân, nhân viên công ty rồi mở 17 tài khoản chứng khoán. Sau đó bàn bạc câu kết và thỏa thuận với bị cáo Đỗ Đức Nam, dùng 17 tài khoản này và tiền của công ty quản lý tài sản Trí Việt thâu tóm các công ty phát hành cổ phiếu BII và TGG. Đối với Đỗ Đức Nam, Viện Kiểm sát xác định đã thống nhất với Nhân thao túng hai mã BII và TGG để cùng thu lợi bất chính, gây thiệt hại hơn 154 tỷ đồng. Từ thông tin trên một website được thiết kế công phu về mua bán hóa đơn, phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng liên hệ một người tên là TM, chủ trang web. Người này khẳng định có thể xuất hóa đơn điện tử số lượng không giới hạn mà không cần phải có giao dịch thực tế nào. Chi phí báo giá xuất hóa đơn như sau: dưới 10 triệu đồng là 400.000 đồng, dưới 20 triệu đồng là 700.000 đồng. Nếu trên 20 triệu đồng sẽ thu phí 4%, xuất nhiều thì được giảm phí. Qua ghi nhận, có tới hàng trăm trang mạng đang hoạt động mua bán hóa đơn rầm rộ, mỗi trang có tới hàng chục ngàn thành viên. Chưa dừng tại đó, việc tin nhắn chào mời mua bán hóa đơn còn được gửi thẳng đến các số điện thoại. Chị L, chủ một doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tháng nào công ty cũng phải mua hóa đơn để quyết toán. Do nhiều khoản chi phí không có hóa đơn đầu vào, thường chiếm đến 20% đến 30% chi phí sản xuất. Ngày 24 tháng 4 vừa qua, Tổng cục Thuế công bố triển khai trung tâm cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử. Theo đó, trung tâm sẽ tự động đối chiếu giữa tờ khai thuế theo nghĩa vụ phát sinh và số hóa đơn điện tử đã lập. Hàng tháng, hệ thống tự động của cơ quan thuế sẽ đánh giá dữ liệu như hóa đơn điện tử để tìm sự tăng giảm đột biến. Trường hợp cần thiết, cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra khi phát hiện hành vi gian lận. Ngày 10 tháng 5, ông Đinh Quang Hiếu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Bình cho biết, tin đồn phòng giao dịch ngân hàng Liên Việt Postbank chi nhánh huyện Tuyên Hóa vỡ nợ là thất thiệt, đồng thời khuyến cáo người dân không tin vào tin đồn thất thiệt này. Theo đó, trong vòng 10 ngày qua, tin đồn phòng giao dịch của ngân hàng Liên Việt Postbank đóng tại bưu điện huyện Tuyên Hóa, thị trấn Đồng Lê bị vỡ nợ, khiến người dân vào rút tiền tiết kiệm rất đông. Nhiều người được giải thích đã quay về, còn một số người vẫn nhất quyết rút tiền, chịu mất lãi. Theo tìm hiểu, trước khi có tin đồn thất thiệt, mỗi ngày chỉ có khoảng 30 khách hàng đến giao dịch, thì nay tăng lên hàng trăm người. Vào lúc 7 giờ 35 phút ngày 10 tháng 5, đồn biên phòng Triệu Vân phối hợp với các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể của ông T, 53 tuổi, bị mất tích khi cùng vợ đi đánh bắt trên biển ngày 8 tháng 5. Địa điểm phát hiện thi thể cách khu vực phát hiện thuyền bị chìm khoảng 5 mét. Trước đó, ngày 8 tháng 5, đồn biên phòng Triệu Vân nhận được tin báo thuyền của vợ chồng ông T, 53 tuổi, và bà Nguyễn Thị T, 45 tuổi, cùng trú tại thôn Quang Hà, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, đi đánh bắt cá tại vùng biển xã Triệu An, huyện Triệu Phong, cách bờ khoảng 100 mét từ ngày 7 tháng 5, nhưng không thấy về. Sau khi tìm kiếm, đến 13 giờ ngày 8 tháng 5, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể người vợ về cảng cá Nam Cửa Việt. Sáng ngày 10 tháng 5, ông Nguyễn Tất Tây, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, sức khỏe của 76 trẻ trường mầm non Thuận Sơn đã ổn định và cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 5, các trẻ ở trường mầm non Thuận Sơn được ăn sữa chua, sau đó xuất hiện các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm,
nhà trường và phụ huynh đã đưa các bé đến trạm y tế xã Thuận Sơn và Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương để điều trị. Đến sáng nay ngày 10 tháng 5, trong số 76 trẻ, có 21 trẻ sức khỏe ổn định đã được cho về nhà. Sáng ngày 10 tháng 5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định tạm giữ đối tượng Khâm Xây Nhà Ban, 29 tuổi, trú tại bản Sóp Tơn, huyện Xe Châm Phôn, tỉnh Bô Ly Khâm Xây, Lào, về hành vi vận chuyển trái phép 2 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan. Trước đó, Công an huyện Hương Sơn phát hiện đối tượng Khâm Xây Nhà Ban có hoạt động móc nối với một số đối tượng người Lào để vận chuyển ma túy trái phép từ Lào về Việt Nam qua địa bàn huyện Hương Sơn, giao cho các đối tượng trong đường dây mua bán để lấy tiền công. Tại cơ quan điều tra, Khâm Xây Nhà Ban khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho đối tượng người Lào từ Lào sang Việt Nam để lấy tiền công 500 đô la Mỹ.